Xin chào mọi người nhé, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của Lộc ơi. Hôm nay Lộc sẽ quay về cái hình ảnh về Sài Gòn Waterbird nha mọi người. Đây là một trong những cái video thật sự là rất là dài luôn, mà Lộc quay về toàn cảnh khuôn viên cũng giống như hành trình Sài Gòn Waterbird từ chặng Bạch Đằng đến bến Bình Đông và trở về nhé mọi người. Chuyến đi mất khoảng 60 phút mỗi chiều mọi người. Lộc đi khứ hồi nên mất khoảng 2 tiếng đồng hồ. Video này Lộc sẽ quay toàn cảnh về bờ sông Sài Gòn, một trong những cái hình ảnh rất là đẹp mà bất kỳ người dân Sài Gòn nào đều rất là muốn được chiêm ngưỡng nhé. Đặc biệt là những anh chị đi xa thành phố Hồ Chí Minh và muốn nhìn ngắm lại hình ảnh thành phố Hồ Chí Minh phát triển như thế nào nhé. Đây là hình ảnh về bến Bạch Đằng Sài Gòn Waterbird này. Đây là một trong những cái tuyến đường sông du lịch cũng như vận chuyển hành khách rất là nổi tiếng tại Sài Gòn. Giá vé thì cực kỳ rẻ thôi mọi người, chỉ 15.000 một chuyến. Mọi người đã có thể nhìn ngắm được bờ sông Sài Gòn rồi. Giá vé thì rất là phải chăng, là một tuyến du lịch mà không thể bỏ qua khi bất kỳ anh chị nào đi đến du lịch Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh nha mọi người. Cái tàu bên kia là cái tàu mới khai thác kìa, hình như là tàu cánh ngầm đi Vũng Tàu ấy mọi người. Mọi người có thể đi du lịch Vũng Tàu thông qua đường sông nhé, rất là nhanh luôn. Còn đây là cái hình ảnh về cái con tàu Sài Gòn Waterbird này. Waterbird đấy mọi người, nó rất là rộng, rất là đẹp nhé. Chỉ tốn có 15.000 mà mọi người có thể du lịch ngắm dòng sông Sài Gòn thì quá tuyệt vời đúng không? Đặc biệt những anh chị nào xa Sài Gòn, đến du lịch Sài Gòn hoặc là từ nước ngoài về Sài Gòn chơi thì cái tuyến Waterbird này mọi người đừng có bỏ qua nhé. Mọi người có thể đặt vé trên website của Sài Gòn Waterbird, rất là dễ đặt thôi mọi người, thanh toán trực tuyến. Tới đây thì mọi người có thể đi xe buýt Grab, còn đi xe máy thì mọi người cứ xuất trình vé là được gửi xe ngay bên hông công viên lớn nhất Sài Gòn này mọi người, một trong những công viên rất là đẹp nhé. Bên mé bên kia thì có quán nước rất là nổi tiếng của Sài Gòn mọi người, nó là cái gì Lộc quên mất rồi. Đây bây giờ thì chúng ta chuẩn bị đi vào để lên tàu nhé mọi người. Du khách rất là đông này, toàn là khách du lịch không mọi người, đến đây chụp hình ngắm đường phố Sài Gòn này, ngắm những ngôi nhà chọc trời này. Mọi người rất thích thú để đến đây có thể chụp hình check in, một trong những cái hình ảnh cực kỳ đẹp luôn đó. Đến đây thì chúng ta sẽ xếp hàng để chuẩn bị lên tàu nhé mọi người. Ở đây có cả kem kẹp Singapore nữa kìa. Quán cà phê rất là đẹp luôn. Một bên là Waterbird, một bên là quán cà phê rất là đẹp, thu hút du khách. Một cái view ngắm hoàng hôn san mây cực kỳ tuyệt vời trên sông Sài Gòn mà chúng ta nên đến một lần để thưởng thức nha mọi người. Vé ở đây thì vé quét QR mọi người, rất là tiện lợi và nhanh chóng nhé. Đặc biệt là có thêm cái tuyến xe bus tuyến du lịch chứ, ngay trên sông Sài Gòn, bus Mui Trần đấy mọi người. Mui Trần trên sông nhé, chứ không phải là Mui Trần chạy trên đường phố Sài Gòn đâu. Mới được khai trương, giá vé là 179.000. Đó, tới đây thì rất là mát mẻ này, ai cũng háo hức được chiêm ngưỡng bờ sông Sài Gòn trên tuyến bớt sông này. Đó, mọi người nhìn một cái bến cảng ngay trung tâm Sài Gòn đẹp không? Ở đây chỉ phục vụ du lịch thôi nha mọi người. Tàu thì rất là rộng và thoáng mát. Đấy, Lộc sẽ quay một vòng Sài Gòn Waterbird cho mọi người xem này. Cái này là bến Bạch Đằng nha mọi người. Thời gian tới có thể bến Bạch Đằng này sẽ được
di chuyển qua bên khúc quận 2 kìa mọi người. Hoặc là bên đó đang xây dựng một cái bến rất là đẹp nha, công viên thành phố Thủ Đức, một trong những cái địa điểm vui chơi khá là tuyệt vời tại thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới nhé. Bên đó thì đang có một cái cánh đồng hoa hướng dương này, những cái khu phức hợp mà du lịch nghỉ dưỡng sân golf rất là đẹp luôn. Đó, mọi người nhìn du khách đến đây rất là nhiều. Bên trong thì rất là thoáng mát và có máy lạnh nha mọi người. Đó, rất là nhiều người đã đến đây đến để du lịch check-in này. Lọc đọc vẽ ngồi ngay sau waterbird luôn mọi người, để quay những cái video tuyệt vời nhất về sông Sài Gòn cho mọi người thưởng thức. Phía kia là cầu Ba Son và khu Landmark 81, một trong những khu dân cư tuyệt đẹp và hạng sang tại thành phố Hồ Chí Minh nhé. Sài Gòn bây giờ thì rất là phát triển, được xem là một cái trung tâm kinh tế tài chính hàng đầu tại Việt Nam nhé. Đó, mọi người nhìn cái khúc quận 1 này, chỗ tượng Trần Hưng Đạo mọi người. Bên kia là những ngôi nhà chọc trời, những cái khu dân cư, những cái chung cư cao tầng đang dần mọc lên. Sông Sài Gòn thì rất là rộng này, nước thì rất là êm ái nhé. Đó, mọi người nhìn toàn cảnh về sông Sài Gòn. Nếu mọi người có đặt Sài Gòn Waterbird thì đặt những cái ghế mà nó nằm sát cửa sổ này, và đặc biệt là đặt những cái ghế ở đằng sau như lọc đặt này. Đó, chúng ta có thể ngồi đây nhìn toàn cảnh sông Sài Gòn rất là đẹp nhé. Hôm nay thì trời khá là nắng luôn, đi quay vào lúc khoảng 9-10 giờ mọi người, nên trời lên, mặt trời lên khá là nắng. Sài Gòn thì khá là nắng nóng luôn, nên mặt nó hơi nhanh thì mọi người thông cảm nhé. Và bây giờ là bớt sông bắt đầu chạy ra này mọi người. Đó, rất là đã nhé, rất là êm ái nhé. Mọi người ai mà sợ say sóng, say tàu thì không có đâu. Con tàu này thì chạy rất là êm mọi người. Đó, mọi người nhìn cái quang cảnh thành phố, nhìn từ sông Sài Gòn đẹp không? Công nhận một cái dòng sông khá là rộng, nước thì rất là trong xanh và êm đềm này mọi người. Rất là đã đúng mọi người. Đây thật sự là một trong những cái video dài nhất mà Lộc edit, dài gần 1 tiếng rưỡi mọi người, để mọi người có cái nhìn toàn cảnh nhất về sông Sài Gòn, cũng giống như hành trình tham quan du lịch Sài Gòn Waterbird đó, là khu vực quận 1 đó mọi người. Cái tòa nhà kia là cái tòa nhà của ngân hàng SCB đang khá là hot với cái vụ mà Vạn Thịnh Phát đó mọi người. Đó, tuy kia là tòa nhà Vitexco rồi, còn cái tòa nhà màu trắng trắng kia là của Vietcombank nhé. Chúng ta bây giờ sẽ di chuyển từ sông Bạch Đằng đến ra tới quận 12 đó mọi người. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ lên tàu và quay ngược lại đến Bạch Đằng. Trên đây thì có rất là nhiều dịch vụ ăn uống này, mọi người không lo khát nước này. Trên đây có bán nước, có bán đồ ăn nhanh để mọi người thưởng thức nhé. Khúc mà từ quận 1 qua quận Bình Thạnh, khúc đến sông Sài Gòn là đẹp nhất đấy mọi người. Thì chúng ta sắp chạy qua cầu Ba Son. Nếu mọi người không muốn đi suốt thì tuyến hành trình gần 45-60 phút thì mọi người có thể mua vé từ bến Bạch Đằng đến bến Bình An quận 2 nhé. Di chuyển trong vòng khoảng 10 phút thôi, nhưng mọi người có thể ngắm được những cái khu vực đẹp nhất của sông Sài Gòn. Đó là khu thành phố Thủ Đức mới này, khúc bến cảng Ba Son, Bạch Đằng Sài Gòn, những cái tòa nhà chọc trời, đặc biệt là những khu phức hợp, khu dân cư của Vincom và những dự án khác đang được xây dựng. Thì giá vé ở đây thì khá là rẻ, có 15.000 mọi người. Mọi người nên đến và đi thưởng thức Waterbird một lần nếu có du lịch thành phố Hồ Chí Minh nhé. Đây là cầu Ba Son này, một trong những cái cây cầu rất là đẹp và được xem là biểu tượng mới của thành phố Hồ Chí Minh. Trước đây là tòa nhà Vitexco,
sau đó thì là cầu Thủ Thiêm này, Thủ Thiêm 1 đó mọi người, tiếp đến là dự án Landmark 81 này, và bây giờ là cái dự án cầu qua sông vừa được khánh thành khoảng 1 năm nay, tiếp đến chắc chắn sẽ là cái tòa nhà cao nhất Việt Nam này. Đặc biệt là phía bên kia mọi người là khu vực thành phố Thủ Đức thuộc quận 2 nhé. Thời xưa là quận 2, bây giờ là thành phố Thủ Đức, đang có một công viên với những cái khu phức hợp và những dịch vụ hàng sang rất là tuyệt vời nhé. Đây là hình ảnh về sông Sài Gòn, quá là tuyệt đẹp luôn. Nếu mọi người chỉ cần đi từ bến Bạch Đằng lên đến Biển An quận 2 là có thể nhìn ngắm được toàn cảnh những cái hình ảnh sông Sài Gòn, những cái biểu tượng của thành phố Hồ Chí Minh, hình ảnh Sài Gòn hoa lạc. Còn ai muốn chiêm ngưỡng Sài Gòn từ những cái gì đẹp nhất đến những cái gì bình thường nhất thì mọi người có thể ghé và đi suốt tuyến Sài Gòn Waterbird nha mọi người. Đấy, hình ảnh sông Sài Gòn thì cực kỳ đẹp rồi, rất là thú vị luôn. Đó, Lộc đang ngồi phía sau của Sài Gòn Waterbird để quay phim nha mọi người. Lộc sẽ gỡ camera ra, gỡ khẩu trang ra để mọi người biết Lộc nha. Đó, đây là hình ảnh về cầu qua sông và sông Sài Gòn, rất là đẹp mọi người. Nói thật là cái video này cực kỳ dài luôn, chỉ đến 1 tiếng rưỡi thôi, nãy giờ là gần 10 mấy phút mà chúng ta chưa chạy đến khúc cầu Thủ Thiêm, khu đến Bình An quận 2. Rất là nhiều các cặp đôi đến đây để chụp hình check-in, một trong những cái địa điểm tham quan du lịch cực kỳ đẹp và nổi tiếng ở Sài Gòn. Đặc biệt là du khách nước ngoài rất là thích đi Waterbird nha mọi người. Công nhận là với cái giá 15.000 mà chúng ta có thể đi được du lịch trên sông Sài Gòn như một cái du thuyền hạng sang thì quá là tuyệt vời đúng không? Chắc chắn là ai cũng có thể du lịch và tiếp cận được. Sau đây là chuyến hành trình đi từ bến Bạch Đằng đến quận 12, gọi là bến Bình Long nha mọi người. Mọi người cùng xem và thưởng thức nhé. Video này khá là dài rồi, nếu mọi người thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh của Lộc ơi để đón xem những video mới nhất trong những chuyến hành trình của Lộc ơi. Cảm ơn mọi người. Con tàu Sài Gòn Waterbird thì đi là khá là êm đềm. Mọi người nhìn cái sóng nó đánh trắng xóa đẹp không? Công nhận hình ảnh về Sài Gòn cực kỳ tuyệt vời luôn. Chắc video này Lộc sẽ edit từng đoạn nhé, để mọi người có thể dễ dàng chiêm ngưỡng. Chứ để một cái video mà dài 80 mấy phút mọi người xem nó cũng không có tập trung ấy. Lộc sẽ cắt ra từng cái chặng, từng cái bến một để mọi người có cái nhìn toàn cảnh và dễ dàng xem cái chuyến hành trình có 102 khi đi du lịch Sài Gòn đó mọi người. Nó phía xa xa đó là khu vực tòa nhà Bitexco, trung tâm quận 1. Quận 1 là một trong những trung tâm tài chính có từ rất là lâu đời rồi, rất là nhiều năm rồi nhé mọi người. Đi ở đây thì mọi người cứ thoải mái đi tới đi lui nhé, vì tàu chạy rất là êm và mọi người có thể nhìn ngắm cảnh bất kỳ chỗ nào, có thể đứng mọi góc trên tàu để có thể chụp hình check in nhé. Tàu thì rất là an toàn đó. Bên phía bên này đó là khu vực về cầu Thủ Thiêm 1 và tòa nhà Landmark 81 đó mọi người. Khu đó là khu Sài Gòn Pearl và Landmark 81. Cái chỗ mà mọi người thấy lưới lưới đó là sân golf Ba Son đó mọi người, một trong những cái sân golf khá là lâu đời rồi. Không biết là có ai đã đánh golf trong cái sân golf Ba Son này chưa. Nếu mọi người có đánh golf trong đây thì comment cho mọi người biết với nhé.
Sun Gold nằm ngay trung tâm thành phố Hồ Chí Minh luôn, rất là thuận tiện và tuyệt vời. Đến Gold là chỉ dành cho những đại gia thôi mọi người, chứ người bình thường dễ gì tiếp cận được cái sân chơi Gold như thế này. Đó, phía xa xa đó là những cái chung cư cao tầng khu Sài Gòn Pearl và Landmark 81. Anh chị nào xem video này mà đang ở Landmark 81 thì comment cho mọi người biết nhé. Đó là một trong những khu dân cư, khu phức hợp, chung cư, nhà cao tầng cũng như biệt thự, rất là sầm uất, nổi tiếng không chỉ ở thành phố Hồ Chí Minh mà trên cả nước nhé. Ở trong đó thì cũng khá là nhiều tiện ích đấy, rất là đã rồi. Ước gì có một căn ở trong đó ở thì rất là tuyệt mọi người. Đây là cầu Thủ Thiêm 1 này. Đó, mọi người nhìn thấy cái cầu Thủ Thiêm bắc xa sông Sài Gòn. Cái cầu Thủ Thiêm 1 này là cái cầu thứ 3 mọi người, bắc qua sông Sài Gòn. Đầu tiên chắc là cái cầu Sài Gòn rồi. Tiếp đến là cầu Đỏ. Tiếp đến nữa đó là cầu ở cái cầu Cát Lái với cảng Cát Lái. Và tiếp đến là cầu Thủ Thiêm 1. Và cái thứ tư là cầu Thủ Thiêm 2. À, cầu Thủ Thiêm 2 đúng không? Là gọi là cầu Ba Son đấy mọi người. Nói chung rất là nhiều thông tin. Nhiều khi nói nó hơi nhầm lẫn thì mọi người thông cảm nhé. Đây là hình ảnh về khu vực Landmark 81 và cầu Thủ Thiêm. Bên phía bên đó là quận Bình Thạnh đấy mọi người. Đây, chắc Lộc sẽ dừng video ở đây và xin mời mọi người xem tiếp phần 2 về cái chuyến hành trình đi Waterbird của Lộc ơi nhé. Cảm ơn mọi người.